mừng anh em đã quay trở lại với One Way Mobile. Mình là Hương Giang. Thì trước thềm 16 series ra mắt thì vẫn còn nhiều người thắc mắc là có nên mua các dòng máy được thấp hơn hay không, hay là sẽ đợi 16 series ra mắt rồi lựa một thể. Đáp án ở đây mình không nghĩ chỉ là về giá không thôi, mà là còn là cái chức năng máy đem lại là gì. Thì hiện tại sẽ có rất nhiều các dòng máy để cho các bạn lựa chọn, như là từ Samsung, Oppo, Xiaomi hay là vân vân. Nhưng mà mình vẫn sẽ lựa chọn đó là 14 Pro. Giá của 14 Pro đang dao động là khoảng 22 triệu đồng với tùy từng điểm bán khác nhau. Hiện 14 Pro hãng đã ngưng sản xuất và không còn máy mới trên thị trường, hoặc là sẽ còn máy mới nhưng số lượng cực kỳ khan hiếm và hầu như sẽ rất khó để tìm. Tại One Way thì vẫn sẽ có những cái dòng máy cũ hơn nhập của người dùng trước, như là kiểu thu cũ đổi mới ấy, giá sẽ mềm hơn để cho các bạn có thể tham khảo và trải nghiệm. Vậy thì trong video lần này hãy cùng mình tìm hiểu xem 14 Pro có đáng mua trong thời điểm hiện tại không nhé. Về thiết kế thì không có quá nhiều điểm quan ngại vì 14 Pro vẫn luôn rất nhiều người săn đón và ưa chuộng. Bởi vì sao? Bởi vì phần viền kim loại của chiếc 14 Pro này được đánh giá khá là cao. Không những thế, mình nhìn vào sẽ cảm thấy có phần sang trọng và thời thượng hơn khá là nhiều. Và mình thấy nhiều ý kiến cho rằng là cái phần viền kim loại của 14 Pro này vẫn chắc chắn hơn so với phần viền titan của 15 Pro. Đây cũng là một cái thiết kế xuyên suốt của Apple từ năm 2020 cho đến nay vẫn được rất nhiều người đánh giá cao. 14 Pro vẫn giữ nút gạt khả dụng chứ chưa có nút action button như là 15 Pro. Đây cũng là điểm mình thích hơn vì đôi khi nút action button muốn thao tác sẽ phải nhấn giữ này, hoặc là sẽ không cho các bạn biết là máy của bạn đang ở chế độ im lặng hay để chuông. Còn riêng với 14 Pro thì chỉ cần nhìn phát là biết máy đang ở trạng thái nào luôn này. Về màn hình, 14 Pro đã được hỗ trợ Dynamic Island kết hợp với màn hình OLED cùng với phần viền được phân bố đều, tổng quan vừa vặn, màn hình trải nghiệm với màu sắc sống động, rực rỡ. Tiếp đến là về camera, chức năng không thể bỏ qua trên 14 Pro. Về phần camera thì iPhone 14 Pro vẫn cho ra các hình ảnh chất lượng không hề thua kém so với 15 Pro hay là 15 Pro Max. Chỉ là máy sẽ không hỗ trợ các tính năng như là quay lưu file trong SSD hay là quay log. Tuy nhiên những tính năng này thì sẽ không có quá nhiều người dùng nên là sẽ không ảnh hưởng đến các bạn trong quá trình sử dụng đâu. Với điều kiện đủ ánh sáng, chất lượng hình ảnh cho ra với độ chi tiết cao, chân thực với khả năng xử lý hai dynamic range tốt. Còn trong điều kiện chiếu sáng thì sao? Thì em nó vẫn hoàn toàn làm tốt về màu sắc, thử nhựa tốt và cũng giữ được cái bức ảnh hài hòa nhất. Trải nghiệm với con chip A16 Bionic trên 14 Pro thì các bạn hoàn toàn có thể làm tốt các tác vụ cơ bản như là lướt web, xem phim, đọc báo, vân vân. Với các tựa game yêu cầu cấu hình cao thì 14 Pro vẫn mang lại cho các bạn trải nghiệm ổn định, hình ảnh chi tiết sống động. Chơi liên tục thì máy có phần ấm lên thì có thể dùng quạt tản nhiệt này để có thể giải quyết được vấn đề nhanh chóng. Ngoài chơi game ra thì các bạn vẫn có thể dùng để chỉnh sửa hình ảnh, video qua các ứng dụng như là TikTok, CapCut. Các thao tác chỉnh sửa cắt ghép diễn ra khá là mượt mà và tiện dụng. Với tầm giá của 14 Pro hiện tại thì các bạn hoàn toàn có nhiều sự lựa chọn hơn. Hoặc là các bạn sẽ có những suy nghĩ là thêm một chút tiền thôi chúng ta có thể mua được 15 Pro rồi. Hoặc là đợi thêm từ 1 đến 2 tháng thôi là các bạn có thể mua 16 Pro luôn cũng được. Vậy thì 15 Pro có điểm nào hơn nhỉ? 15 Pro sẽ có tổng sạc Type-C, nút action button, kết nối với các phụ kiện bên ngoài cách dễ dàng hơn. Và đặc biệt là với chip A17 thì sẽ được trải nghiệm với Apple Intelligence. iOS 18 gần như được hỗ trợ đầy đủ nhất trong dòng 15 series với các tính năng mới lạ cùng với những thay đổi về giao diện độc đáo, linh hoạt hơn. Rõ ràng nhìn tổng quan thì 15 Pro sẽ có phần nhỉnh hơn rồi đấy, nhưng mà đấy là so sánh về iOS và cũng như là một số về ngoại hình. Nhưng mà biết đâu khi iPhone 16 series ra mắt thì Apple cũng sẽ cho ra một vài bản iOS để hỗ trợ các dòng máy cũ với Apple Intelligence thì sao? Và đấy cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi, còn sự lựa chọn mua chiếc iPhone 14 Pro hay không là sự lựa chọn các bạn nha. Thế riêng 14 Pro thì đây là một chiếc máy được đánh giá khá là cao và em nó hoàn toàn cân tốt được các tác vụ từ cơ bản đến nâng cao. Và bên cạnh đó thì 14 Pro cũng sở hữu cho mình cái ngoại hình khá thời thượng mà không bị lỗi thời. Để tiết kiệm chi phí thì các bạn hoàn toàn có thể mua các iPhone đời thấp hơn khoảng 1 đến 2 đời. iPhone được biết đến là dùng sẽ được khá là bền cùng với sự hỗ trợ nâng cấp của Apple, nên là bạn có thể sử dụng từ 5 đến 10 năm thoải mái nên là rất là đáng mua nhá. Và tại One Way, ngoài 14 Pro mới ra thì vẫn sẽ có dòng 14 Pro cũ nhập lại của người dùng trước như kiểu thu cũ đổi mới các bạn, và giá sẽ mềm hơn khoảng từ 17 đến 19 triệu tùy từ tình trạng của máy, thì các bạn có thể liên hệ One Way để biết thêm chi tiết nhá. Và trên đây là ý kiến cá nhân của mình về 14 Pro và mình thấy nó đáng mua nha. Còn không biết là ý kiến các bạn như thế nào hay là quyết định ra sao thì cứ để bình luận ở bên dưới cho chúng ta có thể trao đổi thêm nhé. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.